cùng dịch liền. Rồi, sao có sơ ạ? Bình thường sẽ như 10 lát là vì bà này cũng không được học. Như trong lịch sử nó chưa được đi học đúng không? Đấy cũng không biết chữ. Nhưng nếu mà bạn này bởi sinh quê thì chắc là đã đi làm rồi đúng không? Nên mà này không may để bị bệnh. Bạn này hiện nay đang cần chuyển admin với cái số tiền dự kiến là khoảng tầm 30 triệu. Nên là gia đình thì các bạn ấy không đủ khả năng chi trả. Hôm nay thì phòng công tác xã hội thấy là được nhận cái đề xuất của khoa anh ạ. Thì các em đã mời cha đường đại diện cho các em khác năm ngoái đến trao một phần quà cho bệnh nhân. Sau đấy thì cái số tiền tiếp theo thì là sẽ kêu gọi tiếp nhé. Nhưng mà cũng sẽ nhờ cho mình các em làm sao cho bệnh nhân có đủ các kinh phí để điều trị và đóng viện phí. Bệnh nhân này phải đóng nhanh cho bệnh nhân. Cô tên gì? Tên gì? Đặng Hà Thái. Đặng Hà Thái, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 15 tuổi. Cô 15 tuổi. Cô tên mừng lắm, 15 là nên đi lấy vợ rồi đó. Nói tận bác sĩ nào? Bán nào? Bác sĩ. Bản ấn ở xã Tam Trung. Tam Trung là. Ôi, cái bản ấn là một cái bản mà nó sầu lắm. Cha mới đi phát quà ở bản ấn ở Tam Trung không? Không vừa rồi có đi nhận quà không? Chắc là cần biết là ở nhà, chắc là cần biết công việc. Không, bây giờ cũng phải hơn một tháng rồi. Hơn một tháng thì chắc là được. Hơn một tháng rồi. Hơn một tháng là cha đi trao quà cho tất cả các hộ ở trong cái bản ấn. Thì chắc hôm đó cũng là được nhận quà của cha, đúng không? Rồi. Rồi bố mẹ của cháu mất hết rồi à? Mất lâu chưa? Mới giờ đó mà chồng cháu này là ở Sạch Khao. Ở Sạch Khao? Ở Sạch Khao ở bên Mường Lý à? Mường Lý. Sạch Khao Mường Lý là con gì là mà hoán. Nó mà tại là bố mẹ chết hết rồi. Nó mà của anh, một anh nó mà đi làm thuê rồi, nó mà vừa mới đi làm thuê, một anh là đang khổ, không có cái gì, gớt nó không có ăn. Đúng rồi. Đấy, đang khổ là... quân đầu con đi là anh đầu con đi là đi làm thuê là năng để hai con biết nhỏ nhưng mà ở mấy anh để làm bảo là con đi về chăn đấy con đi về chăn mà con đi biểu bóng là không có tiền không có cái gì bảo con nhìn cho xuống thôi. Đó. Chứ còn con là anh rể của vàng Hà Thái. Vàng Hà Thái, vàng Hà Thái là anh rể của vàng Hà Thái. Lấy chị gái đúng không? Lấy chị gái. Lấy anh chị luôn đó. Lý chị của Văn Hà Thái. Đây là Văn Hà Thái có còn em không? Không còn đâu. Không, đây là con út đây. Bốn đây là nhà gia đình có bốn. Thế trong hồ sơ này bạn này là con thứ ba hay là con thứ tư? Con thứ tư. Thứ tư. Út ba cha một gái. Vâng. Chị gái đầu lấy anh kể đấy. Ở đây là trên tầm trung rất là bác sĩ quý ạ, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Vâng. Thế vào thì muốn hỏi một chút là cái bệnh nhân này á, không phải em đâu, chắc là gì nhỉ? Chị muốn hỏi tình trạng của bệnh nhân một chút, tức là em có thể giải thích cho cha xem là nếu như với cái phác đồ điều trị ấy thì cái tiến triển của bệnh nhân như thế nào, nó có nhiều cơ hội không? Thực ra là bạn mới chuyển từ trên bệnh viện huyện xuống đây được có 2 ngày thôi. Thì ở trên huyện là bệnh 1 tuần rồi nhá, có tình trạng là đau bụng này. Ở trên đấy người ta theo dõi một cái viêm tụy cấp. Thì điều trị 1 tuần thì không cải thiện nhiều nên chuyển xuống đây. Xuống đây thì trong một cái tình trạng là có giảm albumin máu nặng này, có giảm tiểu cầu. Hiện tại thì cũng chưa rõ nguyên nhân của những cái tình trạng đấy là cái gì. Thì bạn này sẽ có chỉ định là phải truyền albumin. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là tìm một số cái xét nghiệm để tìm nguyên nhân của cái thiếu máu đấy là gì. Thứ ba nữa là nếu mà khi ổn thì có thể sẽ phải nội soi dạ dày đại tràng. Đều là những cái xét nghiệm nó có thể rất là tốn tiền đấy ạ. Đó. Mà người nhà thì không có điều kiện lắm nên là có tiền giúp đỡ của bên mình. Thì hôm nay mình chào với các anh chị bên phòng công tác xã hội của bệnh viện để đến để thăm bà cháu nhé. Bà Hà Thái để chúc cho bà Hà Thái mau được khỏi bệnh nhé. Để đi về, để đi núi rừng.
với lại đáp ứng điều trị thì mình sẽ phải xem ít nhất là mình truyền amoxicillin 3 ngày xong cải thiện được không ạ? Từ sau đó là mình mới tính tiếp điều trị. Còn chưa biết là thì hôm nay đây là tôi có thông báo là giúp đỡ cho đây là 3 triệu đồng nhé, đây là số tiền 3 triệu đồng của cái quỹ, đây đây là cái quỹ các anh nó. Đây là anh trai của bạn ấy ạ, còn là bố mẹ mất rồi ạ, bố mẹ mất rồi. Anh giới của bạn ạ. Đây thì con cảm thấy cái thùng này nhá, đấy của quỹ các anh. Thì cháu bé các anh đây là cũng bị bệnh, thì bố mẹ của các anh dành một chút tiền để giúp đỡ cho các bạn nhi mà con nhà nghèo mà bị bệnh để cho được cái cơ hội để giúp đỡ bạn nhé. Thì đấy là cái số tiền của quý khách các anh, cảm các anh, cảm ơn quý tình thương các anh rất nhiều đã ủng hộ với số tiền này để cũng giúp cho các bệnh nhân nhi ở đây. Bạn Thái là bố mẹ bây giờ không còn nữa, thì đây là anh rể của em mà sống ở trên Mường Lát, tức là dân tộc Hơ Mông, gia đình rất là nghèo, không có điều kiện để đi chữa bệnh, cho nên là với cái số tiền là 3 triệu đồng cũng như vậy rất là quý đối với gia đình của em Bạn Thái. Xin cảm ơn bố mẹ của cháu các anh. Cảm ơn các chị nữa. Rồi cố gắng là chăm sóc cho em nhé. Cảm ơn nhá. Rồi, rồi khi có dịp thì ta sẽ đi bàn án nhé. Bàn án. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn các chị. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.